Yêu hoa mẹ si a tê ai, lưu thụ dễ xin ni, bà lê vinh hải là gà bên ninh hải là gà phòng ninh thận. Yêu xa rùi mai lưu bùa mà đi nằm em in bà ni, mai yạ mai trải nghiệm. Tụ bà hiya, bùa là đà lạc bà lê ni mù jin bà rẹ là ghê tiàng, mừng lưu kà yà ở ra mai nằm in ta ni. Ghi yốc lo ghi chất lượng ở ra phục vụ bộ nằm em in ta ni. Hồ rè tụ bà ni, a có bù châm bà lê ta ni, mù bớt xa gà, lưu lập bà to, lưu kỳ giả kỹ năng này, nghiệp vụ kỳ giả du lịch, giúp kỳ lưu hoạt động vô nà mai mà in. Ta nì, giá ta cài ta mà là kỳ giả chuyên nghiệp hơn. Si, bà dụ rằng giải quyết lưu bệnh ngạc, kỳ mà nì ngạc bệnh đà lạc bà lê. Bà lê ta si vĩnh hì. Hồ rê cuối tuần lưu mà nì mai oan. Ai chuyên, sa đam ta ra buôn mà nì rạch lại. Ngạc bệnh bà cầu cảng vĩnh hì. Mù chiếc lâu thụ bọc. Bờ dễ vĩnh vĩnh hì. Bạn ngạ là ế khá bà tò mà nì mẹ mà yên tà nì. Đi trụi bà tàu gã là cờ. Giúp kìa ai mua thêm dinh bà rạ ổn định. Nam rù bè lù mà tù màn đồng giá bà. Nói chung là có công việc làm gần đây thì cũng vui rồi. Gần nhà gần cửa. Đó chung là mô cây giá bậc cây giá ngạ dễ bở nên là quẹt oan bỏ và cả nó tắt ở. Bạn ngạ cũng bình thường, cũng là ghê. Kỹ năng thì ở đây thì mình cũng đánh giá là anh em đây cũng khá rồi đó, nhưng mà cần về thái độ. Kỹ năng thì bạn nọ ở đây ai ta này đánh giá là biết sẽ là ghê. Nhưng mà cái thái độ, cách cơ sở hợp lý hơn vợ là ghê chứ. Rồi Atupa chủ chuyên nghiệp Sabentra là dược. Lô lập tập huấn về lô gà hàng ngành nghề như mà gạo sĩ bộ nằm em in dưới nì dược chính quyền Papa Lê Vinh Hải bớt xa gà gia rè lô tiàng nhằm giúp kỳ lô mà nguyên ngạ bộ nằm em in Papa Lê Tạ Sĩ Vinh Hì xí lô thôn dễ xì nhà để dọc đo xịt lo kỹ năng nghiệp vụ hiện tại thì ở Vĩnh Hy đang thiếu nhiều cái lớp về hướng dẫn viên du lịch. Vị này thì ba Vĩnh Hy đò thiếu lưu lập mà nuôi ngạ ikha pa to nam em in ghi trẻ ikha pa to ghi biến ngạ đà lạ pa lê ni như là gia lạ viên biến ni lưu điểm nam in ba Vĩnh Hy rồi ba chỗ hàng rái vườn nho. Rồi cũng đang thiếu lưu mà nguyên ngạc tạ lạc bà lê này thầu chỉ kỹ năng ít khá bà tò kỹ tụ lưu mà nguyên mẹ mẹ. Hiện tại là làm du lịch ở Vĩnh Hy đó. Và những lớp gì thì sẽ có thêm kiến thức. Bị nì ở đây ngạc bộ hồ nằm em in ba Vĩnh Hy sẽ lưu lập như nì ghi giúp ở đây ngạc bà là ghê hơn để tụ khát bậc đỡ cái nhu là ghê mà ya. Bà lê Vĩnh Hải là gà bên Ninh Hải, nhu bọc xa nạo xì lưu điểm mai dư là ba ta xì Mỹ Hòa. Bà lê nhò Thái An, Vĩnh Vĩnh Hì, Cro Lô Ô, xì lưu thăng cánh cạch lại mái già bà gà khu dự trữ sinh quyển thế giới núi chúa. Bà lê mù đoà thôn buồn mô nình rạch lại là bà lê bà chô đa hàng xì cầu gái. Bò hò tị ta nì thì bờ lưu ra bà đỏ. Bộ năm mẹ mà in bà chiếc, xịt lò là ghê, như là ra hoa an nghìn bà rào, bà mẹ ghi mà nì, đà lạc bà lê nì, lù cơ hội bệnh ngạc. Dinh bà rạ mừng nghề hướng dẫn viên nì, lại tàu nì ngạc bậc phục vụ. Nhớ nha giờ, lù đàm đà ra rạch lại, bố bà cả nó ta ổ, mà vẫn hù dinh bà rạ ổn định. Tôi rất là quan tâm lớp học này. Biết việc trường học cho nên tôi không những kiến thức hay bổ ích. Ra trường là tôi sẽ không việc làm và sẽ góp phần tạo ra những công ăn việc làm cho những bạn cơ gây. Đối với anh Đạt Lai, sau khi là đảng nhà nước là quan tâm là tổ chức lớp học này. Bản thân Trời thấy rất là phấn khởi, tại vì cái lớp này rất là quan trọng, tại vì là
bố Na Lan Muan càng phát triển, nên là mở cái lớp nghề này bố là rất là tuyệt vời. Sau khi là học xong là anh Na Lan Muan là tiếp thu, sau này là sẽ chẳng hạn nhà hàng hoặc nhà khách sạn để phục vụ là khách du lịch, cho nên góp phần là phát triển xa Thịnh Hội. Cả hệt lại Maya là gì, Rawa cũng là gì, Bualtani cũng Hiền Hòa là điểm khác biệt ngã ghế chỗ mẹ và chỗ bà Lê Vinh Hải và chiếc cây già ấn tượng đã là hạ tài mà nịnh mềm in. Ghi thò vợ ta cây mà nịnh mềm in ta nì. Lưu khoa bà tò ghi cây già nghiệp vụ nàng mềm in dược tiếp tục bớt xã già sẽ giúp cây già hoạt động du lịch ta nì. Gia ta cây ta mà là cây già chuyên nghiệp sẽ bà chiếc nhu là ghi tiền.